Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta có câu nét chữ, nét người. Không phải mà ông bà ta đúc kết ra một câu như vậy, đó chính là thể hiện được cái tâm, cái tình, tính cách của người viết. Chữ viết thể hiện qua nét chữ, thể hiện lưu trữ thông tin. Thế nhưng chữ viết rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và biết chữ viết quan trọng như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Bước chân đến trung tâm rèn luyện kỹ năng, luyện chữ đẹp ái nghĩa tại địa chỉ đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi mới ngỡ ngàng khi nơi đây rất nhiều phòng học luyện chữ đẹp cho các bé tiểu học. Những khuôn mặt ngây thơ, chăm chú rèn từng nét chữ viết với nét bút mảnh mai, sự tỉ mỉ thể hiện rõ trên từng nét mặt của các bé. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, không ít người cho rằng viết chữ đẹp hay xấu không còn quan trọng bởi đã có những thiết bị công nghệ thay thế. Thế nhưng sâu thẳm ở đâu đó, con chữ thể hiện nét người. Luyện chữ đẹp không chỉ để viết đẹp mà còn góp phần rèn được tính cẩn thận, kiên nhẫn, chăm chỉ và khéo léo đối với từng người. Chữ viết có nguồn gốc lịch sử, có tầm ảnh hưởng quan trọng trong đời sống xã hội của mọi thời đại. Khi một giáo viên dạy học sinh viết đúng, viết đẹp là góp phần rèn cho thế hệ tương lai tính kiên trì và lòng tự trọng. Ngoài ra, chữ viết còn tôn vinh vẻ đẹp của chữ Việt và còn thể hiện sự gìn giữ giá trị văn hóa Việt. Việc rèn chữ đẹp cho các em học sinh cấp tiểu học rất quan trọng bởi nơi đây ươm mầm nên những nét chữ đầu đời giúp các em biết trân trọng mỗi chữ mình viết ra. Đó là một trong những nhân tố quan trọng hình thành nên sự thành công trong học tập và đức tính rèn luyện của mỗi học sinh. Cái việc rèn chữ chính là rèn nét người. Bởi vì thông qua cái việc viết chữ thì mình rèn cho các em được những cái đức tính rất là quý. Chẳng hạn như là cái sự tỉ mỉ, tính cần cù, kiên nhẫn, cái sự cái óc thẩm mỹ. Và quan trọng hơn đó là cái sáng tạo, tinh tế. Bởi vì để mà viết được chữ đẹp thì nó cũng rất là khó. Có quá trình để các em viết chữ đẹp, ngoài cái sự thông minh, các em còn phải chịu khó này, cần cù và có cái óc thẩm mỹ rất cao. Chính vì vậy các em mới viết chữ đẹp, cho nên là rèn nét chữ chính là rèn nét người. Là một người đam mê truyền cảm hứng cũng như lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp đến các bạn yêu thích bộ môn viết chữ đẹp, đặc biệt là các bé tiểu học, cô Nguyễn Thị Thanh Sen đã tận tâm, tận tụy với các cháu trong các tiết học. Đặc biệt, cô xuất thân là học trò của cô giáo Nghĩa, nên niềm đam mê ấy đã được phát huy và hàng ngày vẫn đứng lớp giúp cô Nghĩa truyền đạt những điều bổ ích đến các em. Cái niềm đam mê về chữ đẹp là đã theo em rất là lâu rồi. Và có cơ duyên được gặp cô Ái Nghĩa và cô đã truyền tải cái năng lượng về chữ đẹp, đam mê chữ đẹp đó đến em. Và em muốn là từ những cái kiến thức, những cái đam mê của mình là em muốn là truyền tải, lan tỏa cái niềm yêu thương con chữ đến tất cả những bạn học sinh, nhất là những cái bạn nhỏ mà gọi là nền tảng, là nền móng, mầm móng của đất nước. Thì em muốn là các con sẽ được tiếp nhận những cái hai cái đẹp. Đây là một nét văn hóa, rèn nét chữ là rèn cái tính người, cho nên là em muốn là các con ngay từ nhỏ là phải biết là cầm vụt bút như thế nào cho đúng này, tư thế ngồi như thế nào này, để sau này các con lớn lên là sẽ có một cái kiến thức vững vàng, cũng như là một cái tâm thế, cái tư thế khi mà bước vào đời nó sẽ vững vàng hơn. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy yên tâm khi hàng ngày có thể gửi trẻ tại trung tâm của cô Nghĩa. Ở đây các cháu không chỉ được cô trao dạy những kiến thức văn hóa rất bổ ích mà còn dạy cho các cháu cách viết chữ đẹp. Nhiều cháu rất hứng thú khi học với cô Nghĩa, bởi trong tâm thức, các cháu nhận biết được tầm quan trọng của chữ đẹp, cũng như nghe những lời khuyên khích lệ của các cô giáo, ông bà, cha mẹ, các cháu cũng cảm thấy rất vui. Bé là một đứa rất là năng động, nhưng kèm theo đó là tính cẩu thả. Nhưng từ khi vào trung tâm Ái Nghĩa, học cô Nghĩa, được 3 tháng hè thì cái phần tính cẩu thả của bé cũng được cải thiện và nó cũng yêu, bé cũng yêu chữ hơn. Tất nhiên bên cạnh sự nỗ lực của học sinh trong hành trình rèn luyện nét chữ, nét người thì các bậc phụ huynh, thầy cô
cũng nên có cái nhìn khách quan, nhân văn, cởi mở về con chữ. Viết đẹp không chỉ nằm ở nét chữ mà còn thể hiện ở sự say mê hay tinh thần cầu thị, tiến bộ của các con. Sau khi rèn chữ xong, không cần phải so sánh chữ với người khác, chỉ cần chữ của các con đẹp hơn chữ ban đầu chưa luyện thì đã là thành công của các con và người dạy. Và trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi có cuộc trao đổi trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa, hiện cô đang công tác tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Xin chào cô. Chào. Rất vui vì cô nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và theo như em được biết thì hiện nay thì cô giáo là người mà truyền tải cũng như là giữ lại những nét đẹp về chữ viết, thì cơ duyên nào mà cô có thể truyền tải cũng như cái niềm yêu nghề của cô đến với các cháu học không ạ? Cũng chia sẻ với Lena và các quý vị khán giả là bản thân là không phải là một người viết chữ đẹp. Thời còn sinh viên á thì bản thân viết cũng rất là xấu, cũng bị chê, nên là mới tìm tòi ra Hà Nội học. Khi ra học, các thầy ở Hà Nội thì có biết thêm một số kiến thức về chữ. Từ đó thì trở về với đất Quảng mình, đã làm công việc giảng dạy tại các trường tiểu học. Đầu tiên là trường tiểu học Ngô Quyền. Thì tại đây thì là một cái nơi mà lần đầu tiên được rèn cho học sinh viết chữ đẹp, cũng được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho. Thì ở chính nơi đây là đã khơi nguồn cho Nghĩa đã có nhiều động lực để tạo cho Nghĩa đã làm những cái việc đó. Bởi vì cái làng quê An Phú ngày xưa nó còn khó khăn, cách đây 10 năm thì nó còn khó khăn lắm. Nên là các em thì chữ viết thì không có quan tâm nhiều lắm đến chữ viết. Nên vì thế nên là khi Nghĩa xuống thì các bạn được rèn luyện, có giải ở thành phố, có giải ở tỉnh. Từ đó cái niềm yêu thích cái chữ viết ngày càng tăng và buộc mình phải tìm tòi học hỏi nhiều hơn để rèn cho các em. Với cái kinh nghiệm mà 20 năm làm nghề của mình cũng như là cái niềm đam mê từ trong trái tim của mình dành cho các bạn nhỏ, thì theo cô thì tục ngữ ông bà có câu là nét chữ nét người, cô nghĩ điều đó như thế nào ạ? Với bất kỳ thời đại nào thì nét chữ vẫn là nét người. Mình lấy từ bản thân mình thôi. Tức là ngày xưa thì bản thân cũng không có phải là kỹ lưỡng và chỉnh chu như bây giờ. Những cái việc của mình nó cũng có chút xề xòa. Nhưng mà từ khi học chữ, làm chữ và đến hôm nay thì bất kỳ cái việc gì mình cũng rất là kỹ. Kể cả dạy học sinh cũng như trong công việc của gia đình, cũng như những cái mối quan hệ ngoài xã hội, những cái việc làm ngoài xã hội, đã không làm thì thôi, nhưng mà làm thì rất là kỹ càng, rất là chỉnh chu và rất là tâm huyết. Và đặc biệt nữa thì nét chữ nó rèn cho con người cái tính kiên trì, cái lòng quyết tâm, và nó tạo lên cho bản thân mình một cái sự lạc quan trong cuộc sống vô cùng. Và nói về cái độ tuổi mà nhỏ để mà rèn luyện cái nét chữ, thì các phụ huynh thì hy vọng và mong là các cô sẽ dạy các cháu ở trường những cái chữ viết đẹp, thì cái độ tuổi nào là thích hợp nhất để mà viết chữ ạ? Theo kinh nghiệm của Nghĩa thì và cũng như chương trình giáo dục, thì khi vào lớp mẫu giáo lớn, tức là bé 5 tuổi thì đã được làm quen với cách cầm bút rồi. Viết chữ thì cái giai đoạn đó không cần, nhưng mà cần nhất là các cô phải hướng dẫn cho con cầm bút đúng, tư thế ngồi đúng, đó là quan trọng nhất. Khi lên sắp vào lớp 1 thì các con sẽ được rèn những chữ cái, rồi rèn đến những cái vần âm từ rồi câu, nếu như các bé có khả năng như vậy. Thì khi mà tạo cho các bé một cái tiền đề vững vàng, khi bé vào lớp 1, bé học, thì nền tảng vững vàng nhất vẫn là nền tảng của lớp 1. Vậy thì cái việc mà rèn chữ cho các cháu từ lớp 1, nó có thể hiện được cái tính kiên trì, kiên nhẫn, cũng như dạy cho cháu được cái cách là phải bình tĩnh, hoặc là qua những cái con chữ là cháu suy nghĩ được, cái hình thành cái tính cách hoặc là cái tư duy như thế nào thưa cô ạ?
Khi mà con vào lớp 1 á, nếu chúng ta rèn cho con được cái chữ thì bản thân với kinh nghiệm của bản thân thì cô Nghĩa thấy là các con nó rất là vững vàng, rất là tự tin, rất là yêu thích và có những bạn rất là đam mê. Thì cũng từ đó nên là các bạn sẽ về là việc học của các bạn nó cũng có những cái sự thay đổi, cũng có những cái sự thích thú hơn. Các bạn đi viết chữ đẹp á, thì về nhà ba mẹ khen. Cũng chia sẻ với Lena là chữ đẹp ở đây không phải là bắt các con viết như phượng múa rồng bay, nhưng mà chữ đẹp là chữ đúng. Mình dạy cho các con viết đúng là viết đẹp. Ở lớp 1 thì chúng ta chưa có thể mà mình dạy cho các con viết những kiểu chữ hoa sáng tạo rồi, không cần thiết. Chỉ cần các con viết đúng chữ tròn trịa, các nét đi đều và căn bản là chữ rõ ràng thì đó là đã thành công của các con. Và như cũng từ bản thân của em thì em từ nhỏ là luyện viết chữ đẹp rồi, thì lớn lên thì đôi khi hình thành nên những cái trong cuộc sống có những một số điều là mình bắt buộc mình phải tốc ký hoặc như thế nào, thì cái chữ của nó có nhanh và nó xấu, và người lớn có thể thay đổi được cái chữ viết của mình không, thưa cô ạ? Cái vấn đề này Na hỏi rất là hay và cô Nghĩa rất là thích thú với câu hỏi này. Tại vì rất là nhiều người nói là từ nhỏ rèn chữ cho con, nhưng mà khi lớn lên lớp 8, lớp 9 là con viết không được như vậy. Thì rèn chữ nó là một quá trình. Quá trình chứ không phải là hôm nay rèn rồi ngày mai bỏ đi, thì tất nhiên là nó không thể nào mà nó đẹp mãi được. Cô lớp 1 dạy rồi thì cô lớp 2 phải rèn tiếp tục như vậy, chỉ mỗi người một tay góp sức, kể cả lên lớp 4, lớp 5. Mà nếu như các cô vẫn chú ý đến được cái chữ viết của các con thì cô Nghĩa tin rằng là các con nó vẫn giữ được cái nét chữ của mình, cho dù nó không đẹp như ban đầu, như những giai đoạn lớp nhỏ, tuy nhiên chữ vẫn rõ ràng. Và nói đến cái việc cầm bút thì một số bạn cầm bút bằng tay trái, và nó thì có thể đó là một cái thuận lợi của các bạn đó, thì theo cô thì vấn đề cầm tay trái nó có đúng không, hoặc là nó có như thế nào không, thưa cô ạ? Cái việc mà cầm tay trái là một đứa trẻ thuận tay trái á, là một đứa trẻ cực kỳ thông minh. Mà đứa trẻ thông minh, nhưng mà nếu như mà một vài trường hợp thì ba mẹ đổi tay con từ tay trái sang tay phải là nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về cái sự phát triển của con. Cái này thì trên mạng, trên báo chí rồi nói rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì cô Nghĩa thấy rất là nhiều phụ huynh vẫn đổi tay con từ tay trái qua tay phải. Nó rất là ảnh hưởng đến cái trí não, phát triển trí não của con. Và đồng thời thì tay con cũng yếu dần, yếu nên là chữ viết nó không đẹp. Nhân chương trình này, cô Nghĩa cũng muốn gửi gắm đến tất cả các bậc phụ huynh là nếu con thuận tay trái thì xin hãy để con viết tay trái. Đừng có chuyển đổi con qua tay phải thì rất là thiệt thòi cho con. Thì một số phụ huynh thì cứ nghĩ là phải viết tay phải, tay trái xong rồi chuyển qua tay phải. Như bản thân em cũng thấy được một số phụ huynh như vậy. Thì qua cái lời lan tỏa của cô Nghĩa thì một số bạn cầm tay trái thì chúng ta có thể tiếp tục, hoặc là để mà phát huy cái sở trường của mình cũng như là cái tư duy tiềm năng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cô Nghĩa có thông điệp nào gửi tới quý vị khán giả về cái việc nét chữ, nét người cũng như là cái việc luyện viết chữ đẹp của ông bà ta từ xưa đến giờ không ạ? Bản thân là dạy chữ đẹp thì cô Nghĩa chỉ muốn lan tỏa đến tất cả các bậc phụ huynh cũng như những cái người yêu chữ. Chỉ cần chúng ta yêu chữ, yêu nó, chúng ta viết nó một cách cẩn thận, chúng ta đến với nó một cách tình yêu, thì cô Nghĩa nghĩ rằng là chữ viết nó đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho bản thân. Cái bản thân lớn nhất mà cô Nghĩa nhận được đấy chính là cái sự quyết tâm, làm việc gì cũng làm cho đến nơi đến chốn và làm cho được cái việc đó. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của cô giáo Nghĩa. Bằng tất cả cái lòng nhiệt huyết cũng như sự đam mê của mình thì cô đã truyền tải cái con chữ của mình đến với các em học sinh cũng như những người lớn có nhu cầu học để mà tìm hiểu bản thân mình muốn gì và có thể giải tỏa stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.